Bệnh trĩ là một bệnh lý phổ biến mà hiện nay nhiều người đang mắc phải. Tuy bệnh không quá nguy hiểm, nhưng đã gây ra đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Do đó, nhiều người tìm đến các biện pháp phẫu thuật với mong muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh trĩ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh trĩ cũng có nhiều loại và không phải cứ bệnh trĩ là cần phẫu thuật. Hiện nay có rất nhiều phương pháp để điều trị căn bệnh này. Các bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của mỗi bệnh nhân để đưa ra cách thức điều trị cho phù hợp. Tới 90% hiện nay bệnh trĩ là không phẫu thuật. Và xu hướng điều trị không phẫu thuật ngày càng tăng lên. Và tỷ lệ mà số bệnh nhân trĩ phải sử dụng các cái biện pháp phẫu thuật là chỉ dưới 10%. Và con số này tiếp tục giảm xuống nữa. Vì chúng ta biết rồi, cái mặt trái của phẫu thuật nó đều có. Đấy, cái mặt gọi là không mong muốn của các phương pháp vô cảm khi chúng ta phải áp dụng trong phẫu thuật nó cũng có. Chính vì vậy mà bệnh lý trí là một bệnh lý lành tính, mãn tính. Tỷ lệ bệnh thì mắc cao. Chính vì vậy mà gì các nhà khoa học người ta luôn luôn đề xuất ra các giải pháp không phẫu thuật. Vậy khi nào thì chúng ta phẫu thuật? Chúng ta chỉ phẫu thuật trong những trường hợp là gì? Thứ nhất là trĩ ở những trạng thái tổn thương quá nặng. Đặc biệt là những trường hợp mà có biến chứng. Ví dụ như là tắc mạch trĩ gây hoại tử. Những trường hợp là gì? Bụi trĩ quá lớn. Và gì? Những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh trĩ mà chúng ta đã điều trị bằng các giải pháp không phẫu thuật rồi mà nó bị thất bại. Ví dụ như một bệnh nhân trĩ ở trĩ mà lúc đầu chúng ta chỉ định phương pháp không phẫu thuật, ví dụ như là gì, tiêm triệt động mạch trĩ chẳng hạn, hay tiêm sơ trĩ chẳng hạn, hay thắt trĩ bằng vòng cao su chẳng hạn, hay dùng thuốc chẳng hạn, mà nó bị thất bại. Thất bại đây là gì? Người bệnh vẫn bị chảy máu. Thất bại đây là gì? Là bụi trĩ nó vẫn cứ xa ra ngoài. Thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang giải pháp phẫu thuật. Như vậy tóm lại tôi có thể chia sẻ là gì? Chỉ định phẫu thuật trong trường hợp trĩ ở những giai đoạn nặng, đặc biệt là những trĩ có biến chứng như là gì, tắc mạch trĩ gây hoại tử, những trường hợp chảy máu ồ ạt, hoặc những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh trĩ mà chúng ta đã điều trị bằng các phương pháp không phẫu thuật rồi nhưng không có hiệu quả, thất bại, thì chúng ta bắt buộc phải chuyển sang phẫu thuật.